Chị Duyên xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sữa ông chúa số 63 của công ty Nutrition Depot, một dược phẩm nổi tiếng giúp chị bị mất ngủ, bớt rụng tóc và giúp cho làn da trở nên trắng hồng mịn màng, bớt nám, bớt nhăn, bớt mụn, bớt tàn nhang. Sau đây là lời chia sẻ của một khách hàng đã dùng qua sữa ông chúa số 63. Hôm đó là Duyên có nói chuyện với rất nhiều người là họ làm bớt rụng tóc hoặc ngừng rụng tóc. Riêng trường hợp Duyên á, thì Duyên thấy có mọc tóc lại. Nhưng mà of course đó là cái mà đối với Duyên mà Duyên cũng không dám nói rằng cái này nó sẽ làm như vậy. Không chỉ Duyên, nhưng mà Duyên sao? Phải tin em là tại vì tóc em không mọc đầy đâu phải không? Dạ. Mọc quý vị, tới nỗi mà cái ông mà make up artist mà mỗi lần mà như là chải tóc này là ông rất khổ. Ông nói là ông phải xịt keo hết, tại vì không tóc con đó nó dựng đứng lên hết. Quý vị thấy không, là tại cô không chải mái xuống được là cái bang nó nửa chừng, nó không dài không ngắn mà nó lổm chổm hết. Sau khi mình gội đầu xong á thì mình chải tóc là mình biết mình tóc con hay là không có liền, thì nó đứng hết lên. Thì mấy người make up của Linh mỗi lần làm nó chứ, what is wrong with your hair? Cắt tóc gì mà lổm chổm này, cắt gì kỳ vậy? Cái xong Linh nó không phải, cái này là baby hair của Linh đó. Cái trời đất ơi, tóc gì mà kinh khủng vậy? Cái Linh không biết, chắc có thể là Linh nghĩ là sữa ông chúa đó. Để bảo đảm hiệu quả tuyệt vời, xin quý vị nhớ đòi cho được sữa ông chúa chính hiệu của công ty Nutrition Depot số 63. Muốn biết tên chi tiết, xin mời quý vị gọi 1-800-501-6058 hoặc website kizunhouse.com hoặc sữaongchua.com.